Xin chào mọi người, tên tôi là Kali và đây là câu chuyện của tôi. Hãy like và đăng ký cho tôi nhé. Hôm nay là ngày tuyệt vời. Tôi có hẹn đi mua sắm với Amy sau khi tan trường. Sau đó, cô ấy sẽ qua đêm ở nhà tôi. Tôi và Amy vui vẻ trò chuyện trên hành lang. Chúng tôi đang bàn xem nên ăn gì tối nay thì đột nhiên tôi thấy da đầu đau nhói. Có người vừa giật tóc tôi. Ôi, đau quá. Đáng ghét thật. Lại là Zoki. Cậu ta thích chọc ghẹo tôi lắm. Tôi rất nhạy cảm với đau đớn. Chỉ cần mất vài sợi tóc là đủ để tôi đau đến phát khóc rồi. Ồ, công chúa bắt đầu khóc nhè rồi này. Ai đó lại đây giúp công chúa lau nước mắt nào. Thôi nghe Zoki, cậu dừng cái trò trẻ con này lại được không? Nó xui thật. Kỵ sĩ có mặt rồi à? Zoki bỏ đi thì thấy Amy đứng ra bảo vệ tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Có khi Zoki thích cậu cũng nên. Không phải mấy đứa con trai hay bắt nạt cô gái mà họ thích sao? Thôi, làm ơn đi. Tớ sắp bị hói vì cậu ta cứ giật tóc tớ suốt ngày. Rocky ghét tất cả những ai yếu hơn cậu ta. Còn tớ là người yếu đuối nhất trường này. Tôi ấm ức rơi nước mắt trong khi Amy cố an ủi tôi. Tôi ước gì bản thân có thể được như Amy. Cô ấy khỏe mạnh và dũng cảm, luôn đứng lên bênh vực bạn bè lúc cần. Trong khi đó, tôi chỉ là một cô gái mau nước mắt. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm tôi bật khóc. Trong trường hợp bạn thắc mắc về Zoki thì cậu ấy là thành viên câu lạc bộ võ thuật ở trường. Bỏ qua việc cậu ấy tỏ ra ghét bỏ những người yếu đuối thì cậu ấy rất đáng nể. Không phải ai cũng có thể vào đội dự bị cấp quốc gia ở tuổi ấy đâu. Mà này, cậu đã chuẩn bị cho bài thi giáo dục thể chất ngày mai chưa? Chúng ta phải chạy 2.000m đó. Ừ, cậu không nhắc thì tớ quên mất luôn rồi. Làm sao bây giờ? Tớ còn không chạy nổi 500m nữa. Hay là cậu giả bệnh xin nghỉ đi. Rồi cũng phải kiểm tra lại à. Tôi sợ nóng, sợ lạnh, sợ cả mấy bộ đồ thể thao xấu xí nên chẳng bao giờ vận động cả. Tôi còn ăn ít nữa, thế nên so với mấy cô gái khác thì tôi yếu hơn nhiều. Nỗi lo về bài kiểm tra làm tôi sợ đến mức không thể tận hưởng niềm vui nào khác nữa. Kết quả là tối đó tôi mất ngủ và đến trường với đôi mắt thâm quầng. Tôi run rẩy đứng trước đường chạy bộ. Bạn bè đứng xung quanh cổ vũ tôi, nhưng tôi chẳng thể nghe lọt được câu nào cả. Cố lên Kelly, cậu làm được mà. Chúng tớ tin tưởng cậu, tiến lên nào. Cứ chạy hết sức mình thôi Kelly. Fighting. Tôi thở một hơi thật sâu rồi bước vào vị trí. Khi tôi ngẩng đầu thì thấy Rocky đang đứng gần đó. Nụ cười nửa miệng của cậu ta làm tôi tức sôi lên. Tôi biết chính xác trong đầu cậu ta nghĩ gì. Nhất định là cười nhạo tôi yếu đuối như sen chứ gì. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ không cho cậu ta có cơ hội cười nhạo tôi. Tôi lao đi ngay khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu. Đúng rồi, cố lên nào, mình làm được mà. Ôi không, sao mình tuột ra phía sau rồi. Mọi người bỏ xa mình quá. Mệt quá, chân tôi bắt đầu phản kháng rồi. Tôi ngã quỵ khi mới chạy được phân nửa chặng đường. Amy nhanh chóng tiến đến đỡ tôi dậy. Mọi người đều lo lắng cho tôi, ngoại trừ Rocky. 800m? À không, tầm này thì cỡ 700m là cùng thôi. Cậu còn yếu hơn học sinh tiểu học nữa đấy. Im ngay Rocky. Cậu so đo với con gái làm gì hả? Làm như tụi này muốn trở thành một con tinh tinh như cậu vậy. Cần phải có ai đó nói cho cậu ta sự thật chứ. Mọi người cứ bảo vệ cậu ta như vậy thì khi nào cậu ta mới lớn được. Tôi nói thật đấy. Lạy chúa, cậu ta không thể làm gì nên hồn với cánh tay nhũn như sen kia đâu. Rocky thật lỗ mãng, nhưng cậu ấy nói đúng. Tôi xấu hổ với bản thân, tôi không muốn khóc chút nào. Nhưng nước mắt cứ trào ra. Tớ xin lỗi vì quá yếu đuối. Đừng nghe lời Rocky nói, cậu không có lỗi gì cả. Mọi người an ủi tôi, nhưng tâm trạng tôi vẫn tệ hại lắm. Tôi đâu có muốn trở nên yếu đuối, tôi cũng muốn mạnh mẽ lắm chứ. Sau giờ học, tôi né tránh Amy rồi về nhà một mình. Khi tôi sắp về tới nhà thì một tấm poster bay thẳng vào mặt tôi. Cái gì vậy? Lớp học võ thuật dành cho người mới bắt đầu. Có lẽ tôi nên ngó thử chỗ đó một chút xem sao. Tôi quay đầu đi thẳng đến địa chỉ được ghi trong poster. Nơi đó có vẻ rộng rãi và sạch sẽ. Ngay khi tôi bước vào trong thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hình như tôi là cô gái duy nhất ở đây. Mặt tôi nóng bừng khi nhận ra điều đó. Tôi phải cố gắng lắm mới không bỏ chạy. Tớ tìm thấy poster này. Xin chào, tôi là huấn luyện viên ở đây. Em đã học võ bao giờ chưa?
Chưa từng, thật ra em chỉ đến xem thử. Oh no, tớ có nhìn nhầm không đấy? Công chúa khóc nhè muốn học võ à? Chắc hôm nay trời sập quá. Ôi trời ơi, sao tôi cứ đụng phải Rocky vậy? Cậu ta sẽ cười nhạo tôi đến chết mất thôi. Hai đứa quen nhau à? Tin em đi, cô gái này yếu tới nỗi không thể hoàn thành bài kiểm tra chạy bộ đơn giản nhất. Vậy thì em ấy có thể rèn luyện để khỏe mạnh hơn cơ mà. Đúng đó, tôi muốn học võ để rèn luyện thân thể. Đừng có đùa với tớ, võ thuật không phải là thứ để cậu đùa giỡn đâu. Nơi này không phải trường học, sẽ không có ai ôm cậu an ủi khi cậu ngã hết. Chúng tôi tôn vinh sức mạnh, hiểu không? Chúng tôi khinh thường những đứa yếu đuối như cậu. Tôi phát điên lên, quên luôn ý định ban đầu. Rocky khiến tôi bùng nổ quyết tâm dữ dội. Nghe này Rocky, tôi không đến đây để kết bạn. Tôi đến đây để khiến cậu phải hối hận vì đã khinh thường tôi. Wow, thái độ tốt đấy. Tôi quyết định rồi, từ nay tôi sẽ làm huấn luyện viên của em. Để xem cậu chịu được bao lâu. Tôi đoán là không tới nổi một tuần đâu. Tôi không hề đùa giỡn khi nói là sẽ khiến Rocky hối hận. Tôi đăng ký luôn khóa học 3 tháng ở lớp học võ, 3 ngày một tuần. Tôi đến đó sau giờ học, dành ra 2 tiếng địa ngục với đủ bài huấn luyện. Tôi cứ tưởng Rocky nói quá lên thôi, không ngờ là em yếu thật. Thôi được rồi, bắt đầu từ việc nâng cao thể chất vậy. Huấn luyện viên yêu cầu tôi khởi động làm nóng người, sau đó là đứng tấn. Cái này dễ thôi mà, mình có thể làm được. 1, 2, 3. Nó khó hơn tôi tưởng. Tay chân tôi chưa gì đã thấy mỏi rồi. Cố thêm một chút nào. Ôi! Tôi nằm vật ra đất, thở hổn hển. Rocky đi ngang qua, được dịp chế nhạo tôi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ kiếm cái lỗ chui xuống rồi sống ở đây cả đời luôn. Tất cả mọi người bật cười khiến tôi không kìm được nước mắt, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không thể chịu bị cười nhạo cả đời được. Tôi bỏ dậy, tiếp tục thử đứng tấn với nước mắt chảy dài trên má. Một ngày nào đó, tớ sẽ đánh bại cậu. Tiếng cười nhạo nhỏ dần rồi im hẳn. Rocky cũng quay lưng bỏ đi. Ngày hôm sau, Amy nhận ra tôi không ổn nên lo tôi bị bệnh. Sao cậu đi đứng lạ vậy? Cậu bị đau ở đâu à? Mọi nơi. Tớ thấy đau ở mọi nơi trên cơ thể ấy. Nhưng tại sao? Đừng có hỏi. Còn hỏi nữa là tớ khóc bây giờ. À, ok. Một ngày nghỉ ngơi là không đủ. Tay chân tôi vẫn còn đau lắm. Khi tôi quay lại lớp học võ với hàng tá miếng dán giảm đau trên người thì lại bị cười nhạo một lần nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn phải tập những bài tập đơn giản cả tháng sau đó. Vận động làm tôi mệt mỏi. Bù lại, tôi ăn nhiều hơn trước, đến nỗi Amy còn phải ngạc nhiên. Cô ấy cứ bám theo tôi hỏi bí quyết ăn nhiều mà không tăng cân. Tôi không kể với cô ấy chuyện tôi đi học võ, bởi vì cô ấy sẽ nổi điên lên nếu biết Rocky đã làm gì với tôi. Ví dụ như hôm kia, tôi đang đứng tấn thì Rocky đi ngang qua, lén lút ngáng chân làm tôi té ngã. Mông tôi vẫn còn thấy nhức nhối khi nhớ tới chuyện đó. Một ngày khác, cậu ấy thay đổi tạ tay của tôi sang loại nặng hơn khi tôi không để ý. Tôi đã cố hết sức mà không thể nâng nổi nó lên. Lúc đó, tôi tưởng là tôi đột nhiên yếu đi rồi nên buồn lắm. Khóc lâu tới mức huấn luyện viên sợ là mắt tôi sẽ bị hỏng. Thành thật thì hiện tại, mỗi ngày trôi qua đầy đau đớn. Tôi cảm giác như đang chiến đấu một mình, chống lại cả thế giới vậy. Tôi thất vọng lắm vì huấn luyện viên vẫn từ chối dạy võ cho tôi, yêu cầu tôi rèn luyện nhiều hơn nữa. Cứ thế này thì biết chừng nào tôi mới đánh bại Rocky được đây. Một ngày, tôi và Amy đang đi dạo trên phố. Tôi để ý có ai đó cứ bám theo sau chúng tôi. Khi chúng tôi đi đến chỗ vắng người thì hắn chạy tới, giật túi xách Amy chạy đi. Hey, dừng lại! Amy đuổi theo hắn và tôi cũng vậy. Tôi tập trung đến nỗi không nhận ra bản thân đã chạy vượt qua Amy rồi bắt kịp tên cướp. Trả túi xách lại đây! Tôi hét lên làm tên cướp hoảng sợ vứt lại túi xách cho tôi. Làm sao mà? Sao cậu chạy nhanh vậy? Tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn lấy lại túi xách cho cậu. Tôi đã chạy rất xa, vậy mà tôi không thấy mệt mỏi hay đau đớn ở đâu cả. Tuyệt thật đấy, tôi đã khỏe mạnh hơn trước rồi.
tôi vui vẻ quay trở lại lớp học võ vào ngày hôm sau. Trước khi tôi kịp khoe khoang chuyện đã xảy ra, thì huấn luyện viên vỗ vai tôi. Em tới đúng lúc lắm. Suýt nữa thì bỏ lỡ trận đấu quan trọng rồi. Tôi kiểm tra lại ngày tháng trên điện thoại. Làm sao mà tôi quên được chứ? Hôm nay là ngày Rocky thi đấu. Nếu cậu ấy thắng giải đấu này thì sẽ chính thức được nâng lên đội tuyển quốc gia. Tôi và mọi người quan sát Rocky qua màn hình TV. Cậu ấy thật to lớn và mạnh mẽ. Ánh mắt cậu ấy nhìn đối thủ làm tôi run sợ. Dù không được chứng kiến trực tiếp, tôi tin tưởng là cậu ấy sẽ thắng. Tất cả mọi người cũng vậy. Đúng như dự đoán, Rocky dễ dàng hạ gục mọi đối thủ, bước thẳng đến vòng chung kết. Tôi thật lòng muốn cậu ấy vô địch, hò hét cổ vũ nhiệt tình. Nhưng không may là cậu ấy đã mắc lỗi, thua cuộc một cách đầy bất ngờ. Không một ai bắt chuyện với Rocky khi cậu ấy quay trở về. Huấn luyện viên gọi cậu ấy sang một góc, mắng chửi cậu ấy rất lâu. Mặc dù vừa mới thi đấu xong, cậu ấy vẫn còn bị yêu cầu tiếp tục huấn luyện. Tôi quay mặt đi khi cậu ấy đi ngang qua. Đột nhiên, cậu ấy lảo đảo như sắp ngã. Tôi vội vàng đỡ lấy cậu, trông thấy mấy vết bầm rất đáng sợ trên má cậu. Cậu không bị tôi đè bẹp à? Cậu bị thương khi thi đấu à? Mấy vết thương nhỏ thôi mà. Này, cậu khóc cái gì chứ? Cậu đau lắm đúng không? Không, không có đau chút nào hết. Đừng nói dối, tớ biết cậu có đau mà. Cậu thấy buồn vì thua cuộc cũng bình thường thôi. Nhưng đừng lo, cậu vẫn sẽ có còn cơ hội mà. Năm nay không được thì năm sau. Đừng bỏ cuộc, tớ ủng hộ cậu. Rocky sừng sốt, mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên. Ai bảo là tớ bỏ cuộc chứ? Chẳng lẽ tớ còn không kiên trì bằng đứa yếu đuối như cậu à? Đúng vậy, cậu mạnh mẽ hơn tớ nhiều. Rocky lấy lại tinh thần, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói. Có lẽ tớ đã nhầm, cậu không yếu đuối như tớ nghĩ. Hả? Tớ có nghe nhầm không? Rocky vừa khen ngợi tôi đấy à? Kể từ hôm đó, thái độ của Rocky với tôi dễ chịu hơn hẳn. Tôi cuối cùng cũng tiết lộ chuyện học võ với Amy. Cô ấy sốc lắm, còn đòi đi học cùng tôi nữa. Tớ nghĩ là không được đâu. Huấn luyện viên nói ông ấy biết tớ không thật sự muốn học võ, thế nên ông ấy chỉ giúp tớ rèn luyện thân thể thôi. Chà, nghe như là một bậc thầy thông thái trong phim Kung Fu vậy. Thì đúng vậy mà, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc. Ông ấy sẽ phạt học trò rất nặng nếu họ dám mắc lỗi đấy. Ông ấy cũng sẽ phạt cậu rất nặng nếu cậu dám đến trễ đấy. Ôi trời ơi, cậu chui ra từ đâu vậy? Làm tớ hết cả hồn. Tôi bật cười nhìn Amy và Rocky cãi nhau. Bọn họ thật sự không thể kết thân với nhau được. Còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Tuân lệnh. Tôi vẫy tay tạm biệt Amy cùng Rocky đến phòng tập võ. Giờ chúng tôi đã là bạn bè. Bạn có tin nổi không? Tôi e là mình không thể nào đánh bại cậu ấy được. Nhưng tôi đã thành công. Đánh bại tôi của ngày hôm qua. Để tôi tiết lộ một bí mật. Thật ra, Rocky cũng có mặt yếu đuối đó. Cậu ấy không thể kìm được nước mắt khi xem phim tình cảm lãng mạn. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của tôi? Đã bao giờ bạn quyết tâm làm gì để đánh bại ai đó chưa? Hay đơn giản là muốn chứng minh bản thân mình? Tôi đã kể câu chuyện của mình. Bây giờ đến lượt bạn. Hãy comment phía dưới cho tôi biết nhé.